quay lại chưa? Phụ kiện điện thoại ngon và rẻ, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì là mình sẽ hướng dẫn các bạn là công thức để mà nấu mì tôm, làm sao một bát mì tôm thật là ngon. Bình thường là các bạn khi nấu mì tôm thì chúng ta thường hay lấy nước sôi, chúng ta cho sẵn mì vào đây đúng không? Mình sẽ nấu các bạn một cách là nấu mì tôm đơn giản và ngon nhất nhé. Hoặc là các bạn cho sẵn mì vào đây rồi các bạn đun sôi, như các bạn làm thế là bị sai rồi. Để mì ngon thì các bạn nên cho vào đây ngâm một lúc, chúng ta trần qua một lượt. Thì cái này của mình là mình đã đun nước sôi sẵn rồi nhá, chúng ta nên trần qua một lượt như này để cho sợi mì nó mềm, và yêu cầu nước là phải sôi các bạn nhé, để cho sợi mì nó mềm. Các bạn chờ nước nó sôi qua một lúc thôi các bạn nhé, thì các bạn cắt hành vào đi rồi. Và để nấu được một bát mì tôm ngon thì chúng ta cần phải cho các gia vị vào cho nó đầy đủ. Đầu tiên là cái mỡ này. Các bạn cứ thử làm theo cách của tôi đi, là nấu mì tôm nó sẽ có vị ngon khác hẳn luôn các bạn nhé. Và cho muối vào. Lượng muối các bạn cho làm sao nó vừa phải thôi, ai ăn mặn thì cho ai không ấy. Ok, như vậy là nước nó sớm sôi cái thì chúng ta phải vớt bỏ mì ra luôn các bạn nhé. Để như thế này thì là sợi mì nó sẽ luôn đảm bảo nó là giai đoạn nó đã chín tới, và chúng ta ăn thì là chúng ta không bị nhão quá, không bị cứng quá. Rồi chúng ta cho nước sôi vào. Ok chưa? Hiện giờ chúng ta đã cho nước sôi vào rau xong rồi. Giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục là cho một ít gia vị vào các bạn nhé. Quay gần lại đây vợ. Đầu tiên là để cho bát mì tôm ngon thì chúng ta cho tôm vào. Đó. Xong chưa? Để chúng ta cho nốt thịt chim câu vào như này. Ok. Và một cái gia vị cuối cùng để cho nó ngon nữa thì là chúng ta lấy cho nốt mấy miếng chả mực được vào. Đó. Ok. Như vậy là tôi đã hướng dẫn cho các bạn là nấu một bát mì tôm làm sao cho nó nhanh chóng, đơn giản và ngon nhất. Để một bát mì tôm nó được ngon như này thì các bạn làm đúng theo công thức của mình, đảm bảo ngon. Nếu mà không ngon thì các bạn lại quay ra chỉnh thẳng vào mặt tôi nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn có một bát mì tôm thật là ngon.